Dạ, con kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ với cô tu nữ, xin kính chào tất cả quý vị học viên. Đã đến giờ vào lớp, xin mời quý vị tắt âm thanh, nghe thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo thứ hai trong tụng đọc. Xin mời Ngọc Trâm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakyekami charupe ririsikaratate chantali khe vimane viperate chagame taruvanagahane ye hawa thom hikete phom ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me yan kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang muni wara wa cha nang sa tha vo me sunan tu tham ma sa wa na ka lo ayam pha dan ta tham ma sa wa na ka lo ayam pha dan ta Thamma Savanakalo Ayam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tutiyambi Buddhang saranang gacchami, Tutiyambi Dhammang saranang gacchami, Tutiyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami tatiyambi sangkhang saranang gacchami iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisarama sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacca vacchena hontu me jayamangalang buddhamangena vandeham padabangsam varuttamang buddhe yo khalito doso buddho khamatutang mamang Sakato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhitinathi Me Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Warang Etena Satcha Vacchena Hontu Me Jayamangalang Uttamange na vandehang thammang cha duvi thang varang thamme yo khalito doso thammo khamatu tang mamang Subhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Ujubhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Nyayabhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Samichibhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Burisa Yugani Atha Burisa Bungala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjalikaraneyo Anuttaram Punyang Khetang Lokasatinathi Me Saranang Anyang Sangho Me Saranang Warang Etena Satcha Vacchena Hontu Me Jayamangalang Uttamange na vandeham sankhaṃ ca duvithottamaṃ saṅkheyo khalito doso saṅkho khamatuttaṃ mamaṃ vandāmi cetiyaṃ sabbaṃ sabbathāne subhatitthitaṃ saririkathātu mahābuddhiṃ buddharo
sakalang sada sambuthe athawi sancha dwada sancha sahasake pancha sata sahasani namami sirasa aham te sang thammancha sangkhancha adare na namami ha namakaranu pawe na hanto sabbe ubatawe aneka antaraya piwina santu ase sato sambuthe pancha panya sancha chatu visati sahasake yasata sahasani namami sirasa aham te sang thammancha sangkhancha adare namami hang namakaranu pawe na hanto sabbe ubatawe aneka antaraya piwina santu ase sato sambuthe na utarasate atha chattali sasahasake visati sata sahasani namami sirasa aha te sang thammancha sangkhancha adare na namami ha namakaranu pawe na hanto sabbe ubatawe aneka antaraya piwina santu ase sato sabbe burati maya nisaya satta avera sukhi hodu sabbe burati maya nisaya satta avera sukhi hodu sabbe dakina yadi saya satta avera sukhi hodu sabbe dakina yanu disaya satta avera sukhi hodu sabbe paitima yadi saya satta avera sukhi hodu sabbe paitima yanu disaya satta avera sukhi hodu sabbe uttara yadi saya satta avera sukhi hodu sabbe uttara yanu disaya satta avera sukhi hodu sabbe uparima yadi saya satta avera sukhi hodu sabbe hetima yadi saya satta avera sukhi hodu sabbe satta avera hodu sukhita hodu nidukha hodu apyapaccha hodu anikha hodu dikha yuga hodu arora hodu sampatti hisamicchantu sukhi attanam pariharantu dukha patta janik dukha paya patta janik paya soka patta jani soka hontu sape pipanino akasatha chafumatha devanaga mahitika bunyang no anomodang tujirang rakhantu sasanam akasatha chafumatha devanaga mahitika bunyang no anomodang tujirang rakhantu no garu akasatha chafumatha devanaga mahitika bunyang no anomodang tujirang rakhantu nyatayo akasatha chafumatha devanaga mahitika bunyang no anomodang tujirang rakhantu panino akasatha chafumatha devanaga mahitika bunyang no anomodang tujirang rakhantu no sada idang watano bunyang asawa kaya wahang hontu anagate kale. Sa thú. Dạ thầy Kinh Tăng Bảo đã xong rồi. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con. Xin kính thỉnh sư. Nam mô Phật Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Kính chào
Vì hôm nay mình học sư tiếp bài mình học tiếp bài học số 11 đó là phần sửa bài tập còn lại từ tiếng Việt sang tiếng Ly. Các Khánh có mở sẵn bài tập chưa anh Các Khánh? Dạ dạ con đang mở lên sư. Dạ dạ anh mở là bài tập số 11 để cho các học sinh sửa tiếp cho hết bài tập đó rồi mình học bài mới bài số 12. Mình còn 5 câu bài tập từ tiếng Việt sang Bali, các tử mình chọn mỗi người câu để mình làm. Sẵn đây đó là các tử nào mình cần cái quyển từ điển của Tỳ kheo Đức Hiền đó, ở chùa có nè, các tử thêm về chùa để lấy. Thế con chọn dịch câu số 1, số 4. Thưa sư, con dịch câu số 3. Dạ, bạch sư con xin dịch câu số 5 ạ. Rồi. Để anh Khánh một bài để các tử. Dạ. Kéo mày xuống đây. Là mồi mất. Rồi xong. Bài tập 11. Tập số 3.
viết dùm cô đi ha cả thánh. Marusa. Câu số mấy rồi cô bảo? Câu số 4 rồi con. Hai đừng. Bauka Marusa. Chattaro. Quan Lê Sú. Quan Lê Sú. Bát Ca Sĩ Tê Ná. Nê con. Quan Lê có hai dấu chấm ở dưới chữ N con. Bác ca xí tê ná. Hai chữ N đều vậy hết con. Hai chữ N dấu chấm ở dưới đó, dưới chân ở dưới đó con. Dạ. Lên đi xuống rồi gì nữa con? Bá ca si tê ná. Bá bờ phở, bê phở. Bá hai gá tê ná. Bá bờ. Chữ sao là gì cô? Bắp ba. Tá tha. Rồi, con lúc. Gá tê ná. Thăm má quý ná dê. Bắp ba chít xăng tí. Quý ná dê. Bắp bá. Chis. Hai chữ S đây không? Săn tí. Rồi, cảm ơn con. Con câu một á, chưa ai làm câu một, cô làm câu một luôn. Tê ná xá má dê ná. Lấy con đưa con này xuống. Chambodi tên Chambodi B. Chắc ta rồi.
Wanna. Ramano. Khách đi vô. West Sun One Lo. Sức đá One Lo. Trà tí. One Lo có hai chữ N có dấu chấm ở dưới con. Cha chứ không phải chá mà. Giờ còn câu số 2 nữa. Một cân sữa. Dạ, thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi sư. Còn lại câu số 1 rồi con. Dạ. À, sáng à, sắp đi vô. Quét xô. Ghi lại số đô. Bỏ chữ one no đi con. Phút sau bỏ luôn không nha. Đúng rồi con. Wanna, hai chữ có chấm dưới á Khánh. Chết tao rồi Wanna.
xong chưa? Dạ, dạ rồi. À, bây giờ chúng ta xem phần bài tập. À, Ấn Độ lúc bây giờ có 4 giai cấp là Sắc Đế Lì, Bà La Môn, Kỳ Xá và Thủ Đà. Ở đây chúng ta có ở Ấn Độ một phần, thời bây giờ là hai phần, có là ba phần, bốn giai cấp là bốn phần. Rồi chúng ta kể các bốn giai cấp đó theo thứ tự, đó là Sắc Đế Lì, Bà La Môn, Kỳ Xá và Thủ Đà thôi. Thì ở đây mình thấy là vào thời ấy ở Ấn Độ thì số 2, vào thời ấy thì ở số 1. Ở đây động từ có mình hiểu nhầm hả? Chattarovanna. Em biết cái chữ Chattarovanna này có 4 giai cấp luôn đi. À, hiểu động từ có đó là hiểu nhầm. Thì Chattarovanna 4 giai cấp là số số 3. Bà La Môn, chứ Bà La Môn chứ A đường âm ra. Cái N chấm dưới. Giai cấp là Brahmana Khatiya, Brahmano Khatiyo Vixo Sudo Jati. Rồi câu số 2, bốn loài chim sau khi bay đến rơi xuống đất và trở thành màu trắng ở xung quanh chân ngài. Bốn loài chim là một nhóm nó đi. Sau khi bay đến là 2, rơi xuống là 3, đất là 4, trở thành là 5, màu trắng là 6, chung quanh là 7, chân là 8, vậy có 8 phần. 4 loài chim là số 1. To là gia tinh du. Sau khi bay đến đi bắt tí toa, sau khi bay đến nó a gần toa. Biết chữ a gần toa này tất ra chữ toa này nè, biết chữ cái phần chữ toa với chữ cuối gian đó tất. Sau khi bay đến, vậy là sau khi bay đến là số 2. Rơi xuống đất thì chữ rơi xuống là số 4, đất là số 3. Trở thành là số 8. Là số 7. Căn số 7. Ở chung quanh là số 6.
trên ngài là thứ bảy, đó, thứ năm, chân của ngài là thứ năm. Vậy là cái đó mình phải thêm cái chữ chân của ngài ở hai đó, hai khắp cho nó mới một số chân của ngài ha. Tắt phát ba nó có thứ năm chân ngài tắt thì được rồi. À, có số 3. Số 1 là Cambodia. Chân cá rồi đó Thắng. Con số 5 vào thời ấy là ngộ. Con xin cho con hỏi thầy sư, con hai á thầy sư, cái rơi xuống á là phun miếng da hoặc là phun da phun cái cách này cách thứ năm không thầy sư, sao để phun da cách hai rơi xuống mà đất không có gì cách hai là rơi xuống đất, rơi xuống cái gì đó. Này không phải phun văn nữa mà cái này là phun mà phun miếng, phun miếng, phun mí, nhưng mà cái hàng cũng là cho nên nó là phun thôi, sửa lại không thay. Dạ, sửa là phun mí hay gì? Không, là chữ phun, bỏ chữ giác với chữ A đi. Mời chấm. Mời chấm. Câu 1 nó là Cambodia. Chính giá chữ rồi. Bỏ y luôn. Bỏ y luôn. Bỏ chữ ý đi. Rồi, câu 3. Nó sống sửa từ câu 1. Chữ Ấn Độ á, Cambodia. À, chữ này phu, chăm phu á, chữ u đó được á. Chữ tí đó là được á. Có số 3 thời A Di. Có 3 bộ kinh Vệ Đà. Bộ thứ nhất là Yết Vệ Đà. Bộ thứ hai là Yết Chú Vệ Đà. Bộ thứ ba là Xóa Vệ Đà. Cái này dễ ha, khỏi đánh số. Thời A Di Tê Na Tâm A Di Na ha. Tâm A Di Na có ba bộ kinh Vệ Đà, Tại Vô, Vệ Đà Ganh Kha và Tháp Mù Cha U Rú Vệ Đồ Tu Ti Vô Cha Đế Chú Vệ Đồ Tu Ti Vô Cha Má Vệ Đồ Cha Tí Má Vệ Đồ Cha Tí. Rồi thì cũng rồi, đó là câu số 3. Câu số 4. Ừ.
nhiều người ở bốn giai cấp sẽ xuất gia trong pháp hội vực do Đức Như Lai truyền chỉ. Pahukka Panusa những người ở đây tài cái chữ chánh đáng đi khá nẻ hả sư? Chữ chê chán mát chán chữ chê chán là anh chị nói chán là chán nè hả chán nè chán là ở bốn giai cấp. Ở bốn giai cấp này đem nó ở để ở đầu câu. Ở bốn giai cấp sẽ xuất gia pháp với chí sanh trí trong pháp và luật không có biết nên gì. Trong pháp và luật trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết trong pháp và luật một số phần tử con mẹ thưa sư, chữ chá na là số nhiều rồi mình còn cần dùng chữ bá hú ca nữa hả sư? Chá na nó chỉ là số nhiều thôi, còn dịch nhiều phải chữ bá hú ca thì số nhiều cái mình dịch tình nhiều người rồi sư, mình thêm chữ bá hú nữa. Nhưng mà dịch nhiều người chữ Bali là nó cho dịch chữ nhiều, phải chữ nhiều là phải tại chữ bá hú ca. Dạ. Không là dịch những người. Dạ, rồi, con hiểu rồi. Cảm ơn sư. Chữ trong pháp và luật. Chữ bát ca tí tê nát này anh sửa lại, đem nó để lại để phía để phía sau tất cả cái tên này. Sửa nó thành bát ca thi tê và chữ nát thì sư, cái câu đó là tuyên thuyết đó thưa sư, do Đức Như Lai tuyên thuyết. Cái vụ mà bây giờ cái câu này là quá khứ phân từ thì nó phải đồng nghĩa với tất tha cái tên nó. Đồng cấp. Câu này là quá khứ phân từ nó sử dụng cái nghĩa của đồng thể
cho nên cái chữ cách tha cái tên á là nó sử dụng cái dạng thù đồng thể, nó phải là cách thứ ba. Còn cái chữ quá khứ phân từ ở đây là nó bổ nghĩa cho cái chữ pháp và luật được tuyên thuyết. Cái chữ này là pháp và luật được tuyên thuyết bởi Đức Phật, bởi Như Lai. Dạ. Nên nó phải là cách thứ 7 cho năm cách thứ 3. Dạ. Chát tê số, chát tô số, cái câu đầu á, cái thứ 7 luôn. Chất tu xuống cái đó, đó là chất tu xuống thôi bơi đó là. Chất tu xuống cái u được âm, cái u trước đó là chất tu à. Câu thứ 5. Sau khi xuất gia trong pháp và luật của Đức Phật, các vị ấy tu tập và sẽ đạt được sự giải thoát. Sau khi xuất gia trong pháp và luật của Đức Phật, các vị ấy tu tập Abhitava và sẽ đạt được sự giải thoát. Thầy Chí Krishanti Vimutin là được rồi đó, có số năm. Thưa sư, cho con hỏi cái từ mà Pakasitay á, ở trong nó là Pakasitay động từ, vậy giờ sư để rồi từ đó nó là gì? Pakasitay. Tại trong sách nó là Pakasitay là động từ là có phần từ, câu đó hết phần từ mà. Cái câu một sửa tôi là cá tôi bỏ chữ tờ đó, chữ tờ. Cái gì? Bốn là cá tôi. Như chữ T, ý là trong đó như chữ T. Bỏ bớt chữ cá tu. Hình như câu 1 cũng phải là cháu tu xuống luôn chứ. Câu 1 là 4 giây chốt. Bốn giây cấp là chủ tàu mà sao cháu tu xuống phải chết tàu chứ. Nhưng mà ở mà, ở 4 giây cấp mà hả? Ở Ấn Độ có 4 giai cấp mà. Em cứ lùi lên đi. Rồi xong rồi đó.
Rồi xong chưa? Trong học bài mới nha. Rồi chúng ta học bài 12. Bài 12 đó là đại mộng thứ 5. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát thấy mình đi kinh hành qua lại trên ngọn núi đầy phân, nhưng bàn chân của Ngài không bị lấm nhơ. Phần lịch sử đó là sau phần lịch sử đó là phần trạng từ. Rồi chúng ta học thêm phần chi tiết đó là trạng từ chỉ ý kiến. Đây là phần đoạn lịch sử. Bồ Tát thấy Ngài đi kinh hành qua lại trên ngọn núi đầy phân, nhưng chân Ngài không bị lấm nhơ bởi phân. Điềm báo thứ năm này cho Bồ Tát biết rõ rằng khi được giác ngộ, Ngài chắc chắn sẽ có được các vật dụng cần thiết như y phục, đồ ăn thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Tuy nhiên, các nhu yếu phẩm ấy được Ngài thọ dùng với tâm không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị mê say, với trí tuệ xuất ly. Ôi thật lợi ích thay cho những ai mà họ đã có được bậc đạo sư như thế. Trả lời câu hỏi phần này chúng ta sẽ học sau. Bây giờ mình sẽ đọc phần ngữ vựng. Đây là phần ngữ vựng của bài số 12. Rồi chúng ta nghe đọc phần ngữ vựng, rồi sau đó mình giơ tay lên để mình tập đọc. Bành cho mát, bành cho mát, chàng cám hát tí, chàng cám hát tí, uparu pari, mì lá papata, mì lá papata, mahanta, mì lá gù thá, mì lá tu tha panna pa da alimpita alimpita apisam apisam putha apisam putha attha attha lapati lapati để dùng một chỗ bồn cái chén đi. Chi vara pinapa sena sana kila na phe say chấp pachaya parikhara chi vara
Pinapa tá, sena sana ila na te sạch chắp, bay chay yak, barikara, tu na, barikunjitá, barikunjitá, barikunjati, barikunjati, agatita, agatita. Anuccho panna, amuchita, nisarana panya, lapha, sattu, ewang, rồi đó là phần đọc các ngữ vựng. Giờ mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc phần ngữ vựng này đi. Khánh mời lớp đọc ngữ vựng. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, con xin đọc phần ngữ vựng ạ. Bành cha má thứ năm. Chanh cá má tí đi kinh hành, u bá ru bá rí ở trên, mi lắc há bắp bá tá núi đầy phân, má hành tá lớn, mi la há ru thá phân bò phân bá ná nhưng bà đá chân, á liên vi tá không bị lấm nhờ, á phí sam bút thá đã được giác ngộ, á thà chắc chắn lắc há tí có được. Chí quá rá, biên đá, bà, tá xê na, xá ná, ghi là, ná, phê, sách, chắp, bách, chá giá, bá đích khà rá, vật dụng cần thiết như y, thức ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, tú là nhân, ná, không, bá đích phun chi na, chi tá, đã thọ dụng, bá đích phun chá tí, dùng thọ dụng, Agathita không bị trói buộc. Asekhopanna không bị thâm đắm. Amuchita không bị mê say. Nissara ná panh nhá có trí tuệ xuất ly. Là phá lợi lộc sát thú bậc đạo sư. Ê văn như vậy. Thưa sư xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư con xin đọc một số ngữ vựng ạ. Từ ngữ vựng. Bành cha má thứ năm. Chẳng khá má tí đi kinh hành. Ú bá rô bá rí ở trên. Miêu hát bắp bá tá đầy núi đầy phân. Má hành tá là lớn. Miêu há gu thá phân bò phân. Bá ná nhân ba đá chân. A liêm bít tá không bị lắm nhơ, Avisambuddha đã được giác ngộ, Attha chắc chắn, lát phá tí có được, chi quá rá bình đá ba, tá sen na sa ná ghi la, na phê sách chấp, bách cha giá, barikhara vật dụng cần thiết như y thức ăn, khất thực sàng tọa dược phẩm trị bệnh, tú nhân ná là không, barit bun chí tá đã thọ dụng, barit bun chá tí dùng thọ dụng, agathí tá không bị trói buộc, anacho panh nhá không bị tham đắm, amuchí tá không bị mê say, nissara ná panh nhá có trí tuệ xuất ly, la phá lợi lộc sát thú bậc đạo sư, ê quan như vậy. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc ngữ vựng. Bình che mé thứ năm.
chân kê ma tí đi kinh hành u bá ru bá rí ở trên mì lê ha bách bá tá núi đầy phần má hành tá lớn mì lê ha gu thá phần bò phần bá né nhưng bà đá chân a lim bí tá không bị lâm nhơ a phí xem bút thá đã được giác ngộ a tha chắc chắn lá phá tí có được chi quá ré pin đá bà tá sê ná sê ná ghi là ná phê sách chép bách chá giá bá rít khai ré vật dụng cần thiết như y thức ăn khất thực sàn tọa dược phẩm trị bệnh tú nhưng né không Bari phun chí tá đã thọ dụng Bari phun chá tí dùng thọ dụng A ghé thí tá không bị trói buộc A nát chô bà ná không bị tham đắm A mút chí tá không bị mê say Xe ré né bánh nhé có trí tuệ xuất ly là phá lợi lộc sát thú bậc đại sư ê quăng như vậy. Dạ thưa sư, sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc từ vựng thành ca má năm thành ca má tí thành phá rù phá rí ở trên thu hấp hấp bát tác phần máy hát tác là lớn thu hát thu hát phân bò phân hát nát hà đát chân a lim tác không bị tấm nhơ a bí sạp bút hát chất ngộ a tha chắc chắn đáp a tí còn có được bá ra hình đáp phà tá sê na tá ná là nắp thì tách hấp bách cha già phá rít cha rác dịch vụ cần thiết như ăn chất thực đàn cỏ dược phẩm trị bệnh chú ná không phá rít quân ta đã thọ dụng. Hari phun chati dùng họ dụng agatita không bị trói buộc anatro mana không bị đấm hàm đấm amuchita không bị mê sai ta nisadana hành nhát la ba lợi lộc sát thú bậc đạo sư ê văn như vậy. Dạ, xin sư con xin cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ngữ vựng ạ. Bánh chá má là thứ năm, canh cá má tí là đi kinh hành, upa ru pa ri là ở trên, Milaha Papata là núi đầy phân, Mahanta là lớn, Milaha Vutha là phân bò, phân, Pana là nhân, Pada là chân, Alimpita là không bị lấm nhơ, Afisambutha đã được giác ngộ, Atha chắc chắn, Lafati là có được, Chiwara Pinda Pata Sena Sena Gilana Na Pesacha Pachaya Parikara vật dụng cần thiết như y thức ăn khất thực sàng tọa dược phẩm trị bệnh tú là
Ná là không. Paripunchita là đã thọ dụng. Paripunchati là dùng, thọ dụng. Agathita là không bị trói buộc. Anachopanya, Anachopanna là không bị tham đắm. Amuchita là không bị mê sai. Nisara na panya là có trí tuệ xuất ly. La phá là lợi lộc. Sát thú là bậc đạo sư. Y văn là như vậy. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ngữ vựng ạ. Pan chá má thứ năm, can cá, má tí đi kinh hành, úp pá ru pá rí, ở trên, mí há pắp pá tá, núi đầy phân, má hăn tá lớn, mi là há, vu thá, phân bò phân, pá ná nhưng, pa đá chân, á lim pít tá, không bị lấm nhơ, á phí xăm bút thá, bút đã được giác ngộ, át tha chắc chắn, la phá tí có được, có được, chi quá rapan đa pa ta se na sana gila na phê sách cháp bách trá giá parikha rá, vật dụng cần thiết như y, thức ăn, khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, tú nhưng ná không, paripun chí tá đã thọ dụng, paripun cha tí chá tí dùng, thọ dụng, aga thí tá không bị trói buộc, anacho pan ná không bị tham đắm, amuk chí tá không bị mê say, nisá rá ná pan ná có trí tuệ xuất ly, la phá lợi lộc, sát thú bậc đạo sư, ê quăng như vậy. Bạch sư con đọc xong, con xin cảm ơn ạ. Dạ, xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Bạch sư con xin đọc đó. Mời Phật Khánh kéo bài ủng hộ với ạ. Dạ, cái màn hình này sư đang chia sẻ cô. À thế ạ, vậy thì đây không có bài để phải đọc rồi sao. Dạ, dạ, sư có thể kéo cái phần mũi tên trên phải sư để cho cái phần quạt nó lên nhỏ khách lại. Cái mũi tên lên góc bên phải của quạt đó, sư có thể bấm vô đó để cho nó nhỏ lại. Là phân bò. Bá ná là nhưng. Ba đá là chân. Á lim tí tá là không bị lấm nhơ. Á tí tam bút thá là đã được giác ngộ. Áp thá là chắc, áp tha là chắc chắn. Lá phá tí là có được, có được. Có được, có được, có được. Chi qua rá pin đá ba tá xê na xá ná ghi ghi la na ná phê xá phê sách chá sách cấp bá bắc chá rá bá rí khi kha rá, vật dụng cần thiết như thuốc ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Tú là nhưng, ná là không, bá rí không chí chít tá đã thọ dụng, bá rí không xa tí dùng thọ dụng, á gá tí tá là không bị trói buộc, án cô bá ban má mà không bị tham đắm. Phải chi kéo lên cho con học hết ạ. Anh bỏ các Khánh kéo lên à, sư kéo màn hình con đọc nốt vậy ạ. Dạ. Á nanh, á nanh chô
chí hô ba văn ná là không bị tham đắm. Á múc chít tá là không bị mê say. Nít xá giá ná banh banh nhá là có trí tuệ xuất ly. La phá là lợi lộc. Sát thú là bậc đạo sư. Ê, quăng là như vậy. Dạ thưa sư, con đọc xong ạ. Con chúng ta tải bài về nhà, bài của Trân ăn xong tải về nhà để khi cần đọc mình đọc cầm cái máy đọc cho nó dễ. Dạ dạ vâng vâng. À, nếu mà cứ chỉnh máy nhỏ quá thì các tử sẽ không nhìn thấy chữ thấy được. À, vâng, con sẽ lần sau con tải bài về con thấy. Dạ, kính mời Phật tử Phạm Tịnh Hảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc ngữ vựng ạ. Banh chá má, thứ năm. Tăng cá má tí đi kinh hành. Ú bá ru bá rí ở trên. Đi lá, há, ấp, tá tá, núi đầy phân. Lá hăng tá lớn. Ni là há, là hoặc là vu thá là phân bò phân tá ná nhưng ta đá chân á linh tí tá không bị lấm nhơ á phí xăm vút thá đã được giác ngộ ép tha chắc chắn ná phát tí có được chi quá giá pin đá ta tá sena thả ná dí ma ná phê sách chắc tắc cha giá baric kha giá vật dụng cần thiết như y thức ăn khất thực sàng tọa dược phẩm trị bệnh tú nhưng ná không bari phung chi tá đã thọ dụng bari phung chá tí dùng thọ dụng a giá thí tá không bị trói buộc á nách chô tan lá không bị tham đắm á múc chi tá không bị mê say nít xá giá má tanh nhá có trí tuệ xuất ni na phá lợi lộc sát thú bậc đạo sư ê quăng ê quăng như vậy. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ, thưa sư, con xin đọc ngữ vựng. Thanh chá má thứ năm. Chanh khá má tí đi kinh hành. Phá rù phá rí ở trên. Khá, khá, bắp bắp tá, túi đầy phân. Bành há tá, lớn. Khá, khá, phân bò, phân. Thanh ná, nhân, tha đá. A liền tí tá không bị lắm nhơ. A phi xàm bút thá đã được giác ngộ. A thà chắc chắn lắp phát tí có được. Qua rá phình đá bà. Qua rá phình đá bà tà. Nà xá ná là ná phê sách đáp. Bát cá giá bá rí cà rá vật dụng cần thiết như y thức ăn thức thực sàng tọa dược phẩm từ trời tú tư giá không bá rí cùn chá tí đã thọ dụng bá rí cùn chá tí dùng thọ dụng ách cá tiết tá không bị trói buộc anacho phá ná Anacho tham ná không bị tham đắm. Amuchita không bị mê say. Isarana tham nhá có trí tuệ xuất ly. Đà phá lợi lộc sát thú bậc đạo sư. Vâng, như vậy. Dạ thưa sư, con xin hết.
Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Thưa sư, con xin đọc ngữ vận. Pan Chá Má thứ năm, Trang Cá Má Tí đi kinh hành, Uparu Parí ở trên. Milaha Papata núi đầy phân, Mahanta lớn, Milaha Putha phân bò phân, Tá Ná Nhưng Tá Đá chân, Tá Linh Tá Bị lạnh, Đấm Nhân Lòng, Tá Xí Sâm Nước Tá đã được chấm bỏ, Tá Tha chắc chắn, Tá Phá Tí có được, có được. Chi Quá Rá Tiên Đá Pu Tá Xê Tê Na Xê Ná La Ná Ná Phái Ná Ná Phê Sách Tá Phái Trá Giá Parikara vật dụng cần thiết như y thức ăn khất thực sàng tọa dục phẩm trị bệnh tú nhân ná thông Parifun Chí Tá đã hội dụng Parifun Chá Tí dùng hội dụng Agatita không bị chối buộc Anay Chopana không bị tham đắm Amuchita không bị mê say Nisara ná Panya có trí tuệ xuất ly La Phá lợi lộc Xá Thú vật đạo sư Ê Quang như vậy. Thưa sư chưa nói dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thư sư đã hết rồi sư. Rồi, bây giờ chúng ta xem phần tạng từ. Tạng từ là tiếng dùng để bổ nghĩa cho một động từ, tính từ hay một tạng từ khác, hoặc cho cả một mệnh đề có hai loại: tạng từ chuyển hóa và tạng từ phung quý. Tạng từ chuyển hóa là loại tạng từ được hình thành do một ngữ nguyên khác biến ra, cũng là do một loại từ ngữ khác cộng với tiếp vị ngữ mà trở thành tạng từ. Ví dụ giá hôm trước nó là quan hệ đại danh từ, nhưng mà đây nó cộng, khi mà nó cộng với tiếp vị ngữ đa này trở thành là giá đa là khi nào thì nó trở thành tạng từ. Thì tạng từ ở trong trường hợp này nó là tạng từ là chỉ thời gian, hoặc là im má là chỉ thị đại danh từ nó cộng với tiếp vị ngữ khác, nó ra thành y khá là ở đây, là tạng từ chỉ nơi chốn. Hoặc là ở đây mình có chữ phá hú cộng với so, phá hú so là hầu hết, nó là tạng từ chỉ mức độ. Tức là bản thân nó cái ban đầu á, nó không phải là tạng từ, mà nó chỉ trở thành tạng từ khi mà nó ghép với một tiếp vị ngữ, một tiếp vị ngữ nào đó. Thì ở đây cái tạng từ như vậy thì mình gọi nó là tạng từ chuyển hóa. Còn tạng từ thuần túy đó là bản thân nó là tạng từ. Ví dụ như là tuân hy, im liềm, xa thuốc một cách tốt đẹp, hẹn tha ở dưới, vân vân. Đây là tạng từ thuần túy, nó không phải ghép với một tiếp động ngữ nào nữa, tiếp vị ngữ nào nữa. Ở đây chúng ta có 6 loại tạng từ. Là theo cách trình bày ở trên thì tóm gọn lại đó là
có hai loại trạng từ, đó là trạng từ chuyển hóa với trạng từ thuần túy. Mà nếu mà theo phân theo cách sử dụng á, thì trạng từ nó được phân thành nó có 6 loại. Thứ nhất đó là trạng từ chuyển thể cách, như là cao, là thấp, là mạnh, là yếu chẳng hạn, thì nó là trạng từ chỉ thể cách. Rồi trạng từ chỉ thời gian, như là ái chá hôm nay, xuống quê ngày mai, thời gian buổi chiều chẳng hạn. Thứ ba đó là trạng từ chỉ nơi chốn, như là á khô, phía dưới, ý thác, ở đây, thang, phía trên. Trạng từ chỉ mức độ, như là á tí vi giác, rất, bóng xô, hầu hết, sắp phát tha, trong nội cách. Đó là trạng từ chỉ mức độ. Thứ năm là trạng từ chỉ ý kiến, như là á tha, chắc chắn, á lăng, vừa rồi, ma, trở nên, nát không. Trạng từ chỉ sự nghi vấn, như là các thăng thế nào, cá đa khi nào, ô tô từ đâu. Thì đó là 6 loại trạng từ theo phân theo ý nghĩa sử dụng, theo ý nghĩa sử dụng. Về cách sử dụng trạng từ, những cái trạng từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, dùng để bổ nghĩa cho động từ. Ví dụ tê samut đá tì răng si khăn tha văn tí, họ chạy đến bãi biển, họ chạy nhanh đến bãi biển. Để ở đây trạng từ si khăn dịch là nhanh, bổ nghĩa cho động từ là tha văn tí. Thứ hai đó là mà dân upa sakhi hi saha viharang tan ti kang gacchama, chúng tôi cùng với những thiện nam đi từ đến tịnh xá. Để ở đây chữ sanikang, càng từ sanikang là từ, nó bổ nghĩa cho động từ gacchama. Đó là trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Thứ hai đó là dùng để bổ nghĩa cho một tính từ. Thí dụ như là a văn phù thí a ti vi giá chá u chà đá sa ni già chá hồ tí, cây bồ đề này rất cao và rất đẹp. Rất cao và rất đẹp. Thì ở đây chữ Atiniya nó bổ nghĩa cho cái tính từ Ucha với lại Dasaniya. Dasaniya. Thứ hai, ví dụ thứ hai đó là Ime Thikhu Ti Ratanasa Dalhang Sathawanta Punti, các vị tỳ kheo này, tỳ khu này có niềm tin vững mạnh nơi tam bảo. Để ở đây chữ Sathavanta nó là tính từ, chữ Dalhang là trạng từ. Và chúng ta nhớ đó là trạng từ thì nó cố định rồi cho nên nó không có chia nữa. Nó không có chia nữa. Dạ. Cho nên chúng ta đừng quen học tính từ thì đồng tính đồng cách đồng số. Còn trạng từ nó không phải như vậy. Là nó chỉ đóng vai trò là bổ nghĩa thôi. Thì ở đây chữ Đá La Hăng nó bổ nghĩa cho chữ Sách Thao Hoàng Tà. Thứ ba đó là dùng để bổ nghĩa cho một trạng từ khác. Ví dụ như là Tá Sá Cú Lăng Tì Lăng Rắc Rắc Khăn Nề Ná Chí Lăng Xuất Hăng Chí Bất Tí, do gìn giữ giới, gia đình của anh ấy sống được hạnh phúc lâu dài, sống được hạnh phúc lâu dài. Thì ở đây cái chữ xuất khăn á, bản thân cái chữ xuất khăn ở trong trường hợp này đó là trạng từ, chữ chi răng nó cũng là trạng từ.
chữ chỉ chơi chia rằng anh đây nó bổ nghĩa cho chữ xuất thân, cho nên ở đây là cặn từ bổ nghĩa cho một cặn từ. Thứ hai đó là imat min agarat min ghe ha ativiya đặt hàng cari su, những ngôi nhà trong thành phố này được xây dựng rất kiên cố. Cái chữ ở đây là chữ đặt hàng là cặn từ, rồi ativiya cũng là cặn từ. Ativiya trong trường hợp này nó bổ nghĩa cho cái chữ đặt hàng. Thì đây là trường hợp cặn từ bổ nghĩa cho cặn từ. Phần thứ hai đó là phần cặn từ chỉ ý kiến. Tại vì một số cặn từ trước nay là chúng ta đã học rồi, ví dụ như là cặn từ chỉ thể cách mình học rồi, cặn từ chỉ thời gian mình học rồi, cặn từ chỉ nơi chốn mình cũng học rồi, cặn từ chỉ mức độ mình cũng học rồi. Mình chỉ còn cặn từ nghi vấn với cặn từ chỉ ý kiến. Thì hôm nay mình học cặn từ chỉ ý kiến. Cặn từ chỉ ý kiến là tiếng cặn từ có ý nghĩa nói lên ý định, chủ tâm, quan niệm đối với một vấn đề. Ví dụ như là Bodhisattva Quahu Laphe Attha Laphi Santi, Đức Bồ Tát chắc chắn sẽ có được nhiều loại lộc. Thì ở đây cái chữ Attha là cặn từ chỉ ý kiến, cái chắc chắn. Amme ma quan qua đề thác hằng gia quá chi quan tùng hề có tiếp bách ở đây chắc ký xà mí tích chắc ký xà mí. Thưa mẹ, xin mẹ đừng nói như vậy, con sẽ phụng dưỡng mẹ cho đến trọn đời. Thì ở đây mình có cặn từ chỉ ý kiến đó là ma và e quan, ma và e quan. Và đây là người ta liệt kê cho mình một số cặn từ chỉ ý kiến là anh nhắc tha mặt khác, ác tha chắc chắn, ác lăng vừa rồi đủ rồi, áo quá xăng dĩ nhiên, a mát vân dạ, e quá mê quan cùng thế ấy, e quá mê quá, e quá mê quan cũng vậy, e quá chính là e quan như vậy, e quá lăng duy chỉ tất tha như thế đó, nát nô không ma hình, cho nên giác tha tùy theo. Thì đó là một số cặn từ chỉ ý kiến. Giờ mời lớp giơ tay lên để đọc cái các cặn từ chỉ ý kiến này đi. Anh Khánh mời lớp. Xin mời cô Dì Bảo. Dạ, bạch sư, con xin đọc một số cặn từ. Anh nhá ha, khác, áp tha chắc chắn, á lăng vừa rồi, rồi vừa đủ rồi, á quách xăng dĩ nhiên, ê quăng như vậy, kê quá lăng duy chỉ, bát tha như thế đó, âm ma vân dạ, ê quá tiếng đệm, ê quá mê quá cùng thế ấy, ê quá mê quăng cũng vậy, ná nô là không, ma đừng trở nên, giác tha tùy theo. Dạ con xin đọc xong ạ. Dạ xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc một số cặn từ chỉ ý kiến. Anh nhớ tha mà khác, ách tha chắc chắn, á lăng vừa rồi đủ rồi, á vát xăng a mát dân dạ, ê quá mê quá cùng thế ấy, ê quá mê văn vậy, ê quá chính là ê văn, ê quá lăng di chỉ tất tha thế đó, ná nô không ma đừng trở nên, giác tha tùy theo. Dạ thưa sư, con xin cảm ơn. Dạ xin mời tự Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc một số trạng từ chỉ ý kiến.
anh nhé thè mặt khác, át thè chắc chắn, á lăng vừa đủ, vừa rồi đủ rồi, á quách xăng, dĩ nhiên, ê quăng như vậy, kê quá lăng duy chỉ, té thè như thế đó, á má vân dẹ, ê quá tiếng điểm, ê quá mê quá, cùng thế ấy, ê quá mê quăng, cũng vậy, né nô không, mà đừng chớ nên, dễ thè tùy theo. Dạ thầy Sương xin hết. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ ý kiến ạ. Ăn ná tha mặt khác, át tha chắc chắn, á lâm vừa rồi đủ rồi, á quát xong dĩ nhiên, ê quăng như vậy, kê quá lăng duy chỉ, tá tha như thế đó, a má vâng dạ, ê quá tiếng đệm, ê quá mê quá cùng thế ấy, ê quá mê quăng cũng vậy, ná nô không ma đừng trở nên, giá tha tùy theo. Bạch sư con đọc xong ạ. Xin mời học tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ ý kiến. Anh nhát tha là mặt khác, ách tha là chắc chắn, á lăng là vừa rồi, đủ rồi, á quá xăng là dĩ nhiên, ê quăng là như vậy, ê qua lăng là duy chỉ, tát tha là như thế đó, a mát là vâng dạ, ế qua là tiếng đệm, chính là ế quá mê quá là cùng thế ấy, ê quá mê quăng là cũng vậy, ná nô là không, ma là đừng chớ nên, giá tha là tùy theo. Và dạ, bạch sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Thưa sư con xin đọc một số trạng từ chỉ ý kiến. Anh nhá tha mặt khác, át tha chắc chắn, á lăng vừa rồi đủ rồi, á quá xăng dĩ nhiên, a má vâng dạ, ê qua mê quá, ê quá mê quá cùng thế ấy, ê quá mê quăng cũng vậy, ê quá chính là, ê quăng như vậy, kê quá lăng duy chỉ, tá tha như thế đó, ná nô không ma đừng chớ nên, chát giá tha tùy theo. Sư đã đọc xong ạ. Dạ xin mời tử Kim Cúc. Thưa sư xin đọc một số trạng từ chỉ ý kiến. Anh nhá tha mặt khác, ách tha chắc chắn, á lăng vừa rồi đủ rồi, á quách xăng dĩ nhiên, a má vâng dạ, ê quá mê quá cũng thế ấy, ê quá mê quăng cũng vậy, ê quá chính là ê quăng như vậy, ê quá lăng duy chỉ, ta tha như thế đó, ná nô không ma đừng chớ nên, giá tha tùy theo. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ ý kiến. Anh nhớ tha mặt khác, á tha chắc chắn, á lăng vừa rồi đủ rồi, á quá xăng dĩ nhiên, a má vâng dạ, ê quá mê quá cùng thế ấy, ê quá mê quăng cũng vậy, ê quá chính là ê quăng như vậy, kê quá lăng duy chỉ, tá tha như thế đó,
Ha, thô, không, ma, đừng chớ. Đừng chớ nên, giá tha, tùy theo. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư, hồi nãy cái câu mà có một câu ví dụ ở trong cái chỗ mà cách sử dụng trạng từ đó sư, cái dùng để bổ nghĩa cho động từ á, con thấy trong sách là đúng cái câu ví dụ á, mà cây bồ đề này rất cao và đẹp á, trong sách á, chữ nó đúng á, hình như file nó để là út, sư phải sửa lại là út cha chá đá xa ni gia chá hồ tí á. Cái gì đó câu đó đó, câu á giang bồ thí á tí vi giá út cha chá. Sao? Á tí quy giá út cha rồi mới tới chá. Sao biết út cha rồi mới tới chá? Con thấy trong sách nó để vậy nè. Trong sách nào? Sách xưa. Chúng ta điều chỉnh rồi mình tách tách gì? Thì sách sai hả sư? Ừ, còn ai đọc nữa không? Dạ đã hết rồi sư. Rồi, vậy ha, thì sau mình sẽ trả lời câu hỏi đọc lần qua với giải tiếp bài tập số 12. Rồi, xin mời lớp. Dạ, bài học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính chuyên sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe và vui ạ. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh hồi hướng trước với sư thiên. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con xin thay mặt các học viên xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bunyang No Anumodan Tu Chirang Rakhan Tu Sasanang Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bunyang No Anumodan Tu Chirang Rakhan Tu No Garu Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bunyang No Anumodan Tu Chirang Rakhan Tu Yatayo Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bunyang no anumo dan tu chirang rakhan tu panino Akasatha chapamatha devanaga mahetika Bunyang no anumo dan tu chirang rakhan tu no sana Idang vatano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale Sadhu sadhu sadhu. Dạ, thầy con hứa đã xong rồi, xin mời các thầy. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư ạ. Rồi, mời lớp mình.